Đấy, chị em ơi. Ô, cà già. Ô, cây cốc. Rồi, xin chào cả nhà nha. Hôm nay hai anh em sang đi cuốn lưới nha anh chị em. Bữa hồi sáng giờ, bữa cấp 5 giờ sáng, giờ này cũng 9-10 giờ rồi. Bây giờ mình đi cuốn. Bữa nay là mùng 4 rồi, ngày mới rồi. Sang cũng xin chúc tất cả anh chị em một năm mới luôn vui vẻ và phát lộc phát tài, gặt hái thật nhiều thành công trong công việc nha. Có khoảng ở đây nè anh chị em, có khoảng mùng 7 gì là bỏ lưới hết được rồi. Tại cần cẩu này nè, nó da nó cạp cát hết trơn cho nên xà lan nó đậu cứng ở đây chứ bủa không có được. Bủa được chỉ có mấy ngày, có 3-4 ngày. Tại cái này trống nè, bủa ở đây mới được chứ không thôi là không có bủa được. Sang bổ lúc ở bên đó, đó giữa sông ngoài. Ở ngoài đó thì cái cồn không có ai làm gì chứ, cây cối nó mọc tùm tùm. Sang kéo lưới rồi tới chỗ sang kéo lưới rồi sẽ quay cho anh chị em xem tiếp nha. Hy vọng hôm nay bắt được cá sấu bự như hôm hôm nữa anh chị. Hôm hôm là mới khai trương ra, bà cậu độ chín được con cá sấu đó là 9,4 kg, mừng dữ lắm nha. Cảm giác mà dính được con cá bự là vui. Anh em sang kéo lưới anh chị em ơi. Chỗ nào không có nó để mình thả có
được đâu mà thấy. Ngon ghê. Đi gửi á. Nó cày nè. Có bẫy. Có lạc ngon lắm. Đi bẫy gì cái dở. Quá lửa. Ngọc ngọn.
2 kg. Ồ, cái chày nữa nha. Ngon ghê, ú tròn vo cứng không? Con còn 2 kg. Con mới con mới lớn 2 kg, 2 kg mấy. Hay bày luôn à. Đây có ai để nữa đâu. Mày ổ rồi. Con này mới dính nè, ngon ghê. Nhìn cá cóc. Sang cũng mới vừa kéo lưới xong luôn nha. Bây giờ thì chạy về bến nha, chứ không có đi thả. Tại vì trong thôi mình chỉ bủa nước lớn ngâm thôi, không có đi thả. Hai anh em sang bủa giác này cũng
được 5 con cá cày nó con ký mấy không chị em. Cá cày nè với cá cốc á là kho ăn ngon lắm nha. Đó với quang nè đó, còn cá bụng đó thì dính đêm hôm đó. Ở ngoài trước thì con ở đây hai con cá cày đã không ngon ghê chị. Cá cày nè chị em không biết á là nhìn như là nó tựa tượng cá cóc vậy đó, ngon ghê không. Con này khoảng 1 kg á, kho lạc á ăn là nó ngon lắm, bột không à. Đó đây con nè tới 5 cá cày nữa nha, chứ không mà trước con rồi nó phất cái móng à cho nên khó thấy nó chứ còn chết. Bữa nay bữa sáng của ban ngày không có cá sấu rồi chị em ơi, thắt thu rồi. Hy vọng là tối hôm nay bữa dính cá sấu bự quay cho anh chị em xem tiếp nha. Rồi giờ anh em sang về bến cá nè, không có bán không có đi bán nha anh chị em, đem về nhà có anh em nào ta hỏi thì bán, hỏi mua thì bán chứ không có chạy đi bán cho bạn hàng ta. Rồi giờ sang kết thúc video ra đây, chị em yêu quý mến anh em sang xem một like một lần đăng ký kênh nha. Rồi sang xin chúc tất cả anh chị em xem video vui vẻ nha. Bữa nay 14 rồi ăn Tết, anh em ta ăn Tết xong rồi ghe đồ chạy nó ghe chạy lừ nữa nha.